And we say colorful, and more colorful, and colorful. We're more blessing. Xin chào tất cả các khán giả yêu nghệ thuật, mình là Hưng. Chào mừng mọi người quay trở lại với series Gallery Walk tới từ Xuyên Congo Việt Nam Gallery. Là một trong những tên tuổi hàng đầu, Xuyên Congo đã giúp bộ môn graffiti trở thành một bộ môn được công nhận. Ngoài ra, ông còn kết hợp với rất nhiều những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Richard Mille, Hermès, Chanel. Ở Gallery Walk số 2 lần này, mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm được đặt ở vị trí vô cùng đặc biệt trong gallery. Đó là tác phẩm Mercy. Mời các bạn tham quan cùng mình nhé. Bước từ cửa gallery vào, quý vị sẽ thấy ngay tác phẩm được treo ở vị trí ngoài cùng chính là Mercy, với trung tâm là biểu tượng chắp tay. Mercy khai thác hình tượng là cử chỉ chắp tay có lịch sử lâu đời từ phương Đông sang phương Tây với nhiều tầng lớp ý nghĩa. Chắp tay ở nhiều nơi được hiểu là một cử chỉ cầu nguyện, một lời chào, lời cảm ơn, thể hiện sự trân trọng và biết ơn. Đối với Congo, ông lựa chọn nhấn mạnh thông điệp Mercy về sự biết ơn, không chỉ mong ước những điều tốt đẹp mà còn trân quý nghịch cảnh, những điều khổ đau từng nếm trải. Vì nhờ đó ta mới có thêm trải nghiệm để trưởng thành và biết trân trọng hạnh phúc đang có. Ẩn trong lớp chữ bên dưới của bức tranh là thông điệp Fullest, có nghĩa là rất nhiều, và Blessing là phước lành. Bởi Congo tin rằng cuộc sống ban cho chúng ta nhiều phước lành và ông luôn mong muốn sống trọn vẹn từng ngày. Về cách thể hiện, Mercy là một sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, khi một cử chỉ có lịch sử ngàn năm được thể hiện qua ngôn ngữ emoji và kỹ thuật đồ họa đặc trưng kết tinh sau hơn 30 năm gắn bó với graffiti của Congo. Kỹ thuật dễ nhận thấy nhất là thư pháp và phối màu. Tác phẩm mang đậm tinh thần pop art, trào lưu nghệ thuật đại chúng bắt nguồn từ Mỹ vào những năm 1950, với những họa tiết lặp lại tạo ứng thị giác, mảng màu vô cùng tươi sáng và rực rỡ, tương phản được đặt cạnh nhau nhưng nhìn toàn cảnh lại rất hài hòa, qua đó thể hiện sự tài tình cho kỹ thuật chơi màu của họa sĩ. Tác phẩm có kích thước 150x150cm là thông điệp về sự biết ơn những gì đang có, những khoảnh khắc bình dị, đời thường để cảm thấy sự đủ đầy và hạnh phúc. Nếu có dịp, xin mời quý vị tham quan phòng tranh của nghệ sĩ Xuyên Congo tại số 9 Tràng Tiền để chiêm ngưỡng tác phẩm Mercy cũng như tác phẩm khác. Đừng quên để lại một like cho fanpage Xuyên Congo Việt Nam Gallery. Xin chào và chúc quý vị một ngày tốt lành. Every day of your life, Congo, you're blessed.